Xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ đập hộp một con bâu Satot 135. Bản này để được full box mà chưa qua sử dụng như này rất chi là hiếm nữa. Các bác nhìn nhé, khi mà bóc ra đây là một con bồ khác anh nhé. Thì nó gồm sao ba này, đầu giải má và cúc xúc không dây. Thì đây, đây cũng là lần đầu tiên em bóc một con nguyên đai nguyên kiện như này. Bác nhìn nhé, hàng này chưa bóc ra, chưa sử dụng. Cục sao tót nó còn nguyên si ấy, các bác nhé, còn nguyên sale đấy. Các cái phụ kiện của nó chưa bóc ra dùng. Adapter quy cũng nguyên luôn, nguyên đai nguyên kiện luôn. Phụ kiện của nó rất nhiều, còn nguyên túi bóng. Bộ này là bộ mới tinh luôn đấy. Sao ba cũng thế, đóng bọc nguyên trong này. Và cục súp em vừa bóc ra đây, mới tinh luôn. Cái bộ này con này sản xuất tại Mexico. Đây có thể nói là dòng sao 3 mà cao cấp nhất mà sản xuất tại Mexico. Sau này nó sẽ sản xuất ở Trung Quốc như các dòng 300, 500, 700 và 900 như bây giờ. Nhưng mà giá thành nó vẫn không thể bằng con này được. Con này nó bán vào tầm khoảng 67 đến 70 triệu. Cái lúc nó ra con này rất chỉ là đắt tiền. Các bạn nhìn, con này chúng ta kết nối vào TV Smart. Riêng bản Satot nó sẽ có thêm cái cục này. Cục này sẽ có live stream được nghe nhạc trực tuyến, stream được Spotify và có thêm Bluetooth. Các bác nhìn, tí nữa em sẽ làm một clip để test con này lên. Bộ này bây giờ giá nó rất chỉ là phù hợp, nó chỉ có hơn 20 thôi. Trong khi ngày xưa nó ra đến 67. Với tầm 20 các bác cũng chỉ mua được một cái thanh sao 3, khoảng sao 3 900 nó đã hai mấy triệu rồi. Mà chưa tính cục súp. Nên với cái tầm khoảng hơn 20 một tí mà chơi một con đẹp, các bác cứ chơi con này. Đảm bảo là hay hơn luôn. Còn với cái tầm tiền thì các bác mua sao 3 900, sao 3 700 thì không thể ăn bộ này được. Phải ghép quả súp vào thì lúc ấy so sánh mới biết được. Chỉ là công nghệ nó sẽ hơn. Đây các bác nhìn này. Con này hôm qua em đã lên clip rồi này. Bộ này thì chưa đến 20 triệu. Nó không bóc em bán rẻ hơn mà nó không có cục sao tót. Còn con đây là một bộ đầy đủ full bóc à. Bác nào cần có nhu cầu thì alo em nhé. Con này em thấy là biếu tặng cũng khá là phù hợp. Tại vì nó mới.